Xin chào anh chị và các bạn. Trước mắt anh chị và các bạn chiếc máy xúc cào Doosan DX140 chuẩn bị lên đường về với khách hàng ở trên Hòa Bình. Dù chúng tôi giới thiệu có hay có đẹp về máy đi chăng nữa thì không bằng những cái hình ảnh thực tế mà khách hàng đã đến với công ty chúng tôi tin tưởng và sử dụng. Đây cũng là một cái minh chứng cho cái sản phẩm của chúng tôi được khách hàng đánh giá cao và hiện. Tôi cũng xin nhắc lại là hiện nay công ty chúng tôi chuyên nhập khẩu và phân phối các cái dòng máy xúc đào thương hiệu Doosan, Hyundai, Volvo, bánh xích, bánh lốp với gầu từ gầu 0,3 cho đến 1,2. Đối với các cái dòng máy như là máy 55, máy 60, máy 140, máy 210, máy 300. Quý công ty hoặc anh chị nào mà có nhu cầu về sản phẩm thì xin liên hệ theo cái số điện thoại mà chúng tôi để ở với chị trên video, đó là số 0989 836 552. Thì mọi cái vấn đề thắc mắc về sản phẩm cũng như là chính sách bán hàng của chúng tôi thì chúng tôi sẽ giải đáp cụ thể cho quý công ty và anh chị. Anh chị nào mà có nhu cầu về sản phẩm thì cứ với công ty chúng tôi và đến trực tiếp kho bãi của chúng tôi để kiểm tra đánh giá thực tế nhất về các cái dòng sản phẩm để cho nó phù hợp với cái túi tiền cũng như cái mức đầu tư của công ty. Kho bãi của chúng tôi luôn sẵn những các cái dòng máy để anh chị lựa chọn. Nhằm giúp những người thân và bạn bè mua được những sản phẩm tốt mà công ty chúng tôi phân phối thì anh chị hãy chia sẻ video này với những người thân và bạn bè có nhu cầu về các cái dòng sản phẩm máy xúc đào. Video của tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.